Sáng ngày 23 tháng 8, trong không khí cả nước và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ đổi tên xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức có chiều dài 7.790m, lộ giới 113 đến 153m. Theo nghị quyết kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10. Theo đó, việc đổi tên đoạn đường từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức mang tên Võ Nguyên Giáp sẽ hình thành một trục đường xuyên suốt gồm Hà Nội, Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ, tạo sự gắn kết giữa sự kiện lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ với nhân vật lịch sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc của nhân dân. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức phát biểu ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho giàu lòng yêu nước. Chứng kiến cảnh đồng bào bị bóc lột bởi thực dân và tay sai, đồng chí đã sớm nung nấu tinh thần cách mạng và ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc. Năm 14 tuổi, đồng chí đã giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. Đầu những năm 1940, đồng chí được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh dìu dắt, giao nhiệm vụ tại căn cứ Cao Bắc Lạng. Tháng 12 năm 1944, đồng chí được Bác Hồ giao nhiệm vụ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trên cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, thành viên Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc, thành viên Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, Tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp, với cương vị là Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí đã chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng. Đặc biệt, năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng trao quyền trực tiếp chỉ huy các lực lượng tiến công, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đánh bại đội quân nhà Nghề của Pháp, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lập nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thay mặt gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Võ Hạnh Phúc, con gái cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu, bày tỏ niềm xúc động, sự trân trọng đối với những tình cảm quý mến của các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong nhiều năm qua. Thay mặt thân mẫu, Phó Giáo sư Sử học Đặng Bích Hà và gia đình, bà Võ Hạnh Phúc gửi lời chúc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đang và sẽ luôn đoàn kết, đồng lòng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành điểm sáng kinh tế, xã hội, khoa học và văn hóa của cả nước, khu vực Đông Nam Á và châu Á. Các đại biểu tham dự lễ đổi tên đường đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và khai trương tên đường Võ Nguyên Giáp trước sự chứng kiến của đông đảo người dân sinh sống trong khu vực và du khách trong và ngoài nước.